Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Thành SG đây. Thì hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục cái series là Dragon City. Và nếu anh em là thích cái series này thì đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ với giúp mình, comment những ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Ở đây thì hôm nay chúng ta sẽ xem có cái event gì mới không. Cái VIP card pack nó đang bán đây. Có hai con rồng nhìn trông khá là chất, không biết là con rồng gì. Con này thì rất là xấu ấy, con Jin à, đúng không? Con Jin nó có 4 hệ và legendary nhưng mà lã không phải, nó có cái mắt ở giữa ngực này nhìn rất là xấu nhá anh em. Giá nó thì nó cũng không quá đắt đâu nhưng mà mình không thích con này lắm. Ở đây thì có hai con VR đang giảm giá 115 game. VR thì like là được, cần gì phải mua. Thì mình đã có mua cái khu đất này rồi đấy, đây bằng 40 game. Đây, khu đất này hình như là không mua được bằng tiền thì phải. Mình phải bỏ ra 40 gem mới mua được cái khu đất này. Chúng ta sẽ thu hoạch vàng ấy nhỉ. Cái nhiệm vụ ở cái hòn đảo ở Justy Lewis này sắp hết rồi đấy. Và không biết mình có được cái con rồng Superman nữa không đây. Chúng ta sẽ đi lấy thêm một ít này. Và ở đây ta sẽ có một con rồng gì đấy. Con Zombie Dragon à. 100k kinh nghiệm này. Chúng ta sẽ next quay quảng cáo này nhá. Next qua quảng cáo một chút. Ở đây thì mình có một con rồng, đây là con gì? Con này thì mình có rồi đúng không? À hình như là chưa có. Rồi, đã cho vào đây. Và thêm được 100 điểm được coin nữa. Cái Justy Lewis này thì sắp kết thúc này. Nó sẽ còn 9 tiếng nữa thôi. Mình không biết mình có đủ kịp không nữa. Mình đã lấy được cả 2 trên 4 mảnh của con rồng này rồi. Và chúng ta sẽ đi tiếp kiểu gì đây? Ở đây đúng không? Chúng ta đang đi lấy được cái 225 đúng không? Ở đâu nhỉ? Đây. Chỗ nào ta? Chỗ này đúng không? 225 này, 110 này. 205 à? 205 chỗ nào nhỉ? Mình không nhớ là nó sẽ đi qua chỗ nào nữa. 205 này. Con rồng này thì lấy kiểu gì đây? À đây, 205 đây. Đi thẳng xuống dưới thôi. Chúng ta đi thẳng xuống dưới thôi và sẽ lấy con này. Nhưng mà mình không sợ không đủ điểm ấy. 205 này. Đấy, đây là mảnh thứ 3 của con rồng Superman. Và đã đi thẳng xuống dưới nha, là sẽ thấy được cái con rồng mảnh cuối cùng của nó. 340 à? Một cái hòm đúng không? Cái hòm là có cái gì đấy? Lâu lắm rồi mình không mở một cái hòm này đấy. À, một game và con rồng này sẽ mất 500 nhá. Chúng ta sẽ còn thiếu mấy trăm cái coi thôi. Cố gắng trồng cây các thứ ra, sinh sản các thứ ra để ra được cái con rồng đấy. Rồi, sau đó ta sẽ đi thu hoạch cái game này đã. À, thu hoạch game xong rồi. Hết game rồi. Đây là cái boss gold này. Để nó tăng cái lượng gold chúng ta lên. Ở đây thì cái con rồng legendary của mình còn 36 tiếng nữa, 36 tiếng 55 phút nữa thì nó mới nở ra được. Mong chờ con rồng này quá đấy mà nó chưa ra. Ở phía dưới này ta sẽ có cái event mới Relic of Blip à. Nhưng mà nó sẽ mở trong vòng 9:24 nữa cơ. Lắm rồng thế. Rồng toàn rồng đẹp thôi. Relic of Blip nhìn chất phết đấy. À, chúng ta sẽ cho con rồng này lên cấp 15 cái nha. Con Hansel của mình thì cấp 15 thì nó mới học được skill mới. Skill mới ở đây thì ở phần luyện tập đây. Phòng luyện tập đây. Cấp 15 Hansel thì có học được mấy chiêu mới này. Tesseray Cannonball này. Wow. Mystery Iron này. Ôi, nó có hiệu ứng khác này, đẹp thế. Còn chiêu bóng tối thì vẫn là thế thôi. Có khi chúng ta cần phải nên tập trung đánh cho con Hansel này lên cấp cho nó cao cao một tí cho nó khỏe. Cho nó tăng cái gọi là cái độ độ sao của nó lên, tăng cho mấy sao lên. Và chúng ta sẽ đây có những lời yêu cầu trợ giúp đây thì mình sẽ thôi. Chúng ta sẽ chấp nhận tất cả nha. Mình còn một số con rồng nữa ở trong cái quán rượu mà mình chưa đạt được. Những con đấy thì cần dành cho cái gọi là để sinh sản. Một số con không thể nào mà lai ra được. Phải tìm trong quán rượu. Đây, tất cả những con trong quán rượu đây. Nói về cái độ hiếm của nó thì nó cũng rất là ấy thôi. Ồ, mấy con này đẹp thế. Lightning này, mình có mấy con này rồi. Có Poseidon rồi, có Chisua, có con Chainmail.
chưa có con mummy này, thiếu mummy các kiểu. Và đây xem nhiệm vụ nhá. Nhiệm vụ chúng ta sẽ là chúng ta sẽ phải mở rộng cái khu vực hòn đảo thứ 5 này, xây dựng cái tháp thứ 3 này, xây dựng tháp thứ 4 này, lấy emerald. Emerald khó lắm, nói chung là khó lai ra emerald lắm. Open ancient work, hình như mình mở xong rồi thì phải. Nó có chữ begin đây, chúng ta đợi à. Cái ancient work là cái gì nhỉ, mình không biết nó là cái gì luôn, không biết trong đấy nó có cái gì trong đấy không. Ok, thì chúng ta trong lúc đợi thì chúng ta sẽ đấy, chúng ta mở xong cái ancient work rồi. Cái này mình mở lâu lắm rồi nhưng mà mình không để ý. Ê, cái gì đây? Ồ, cái này như kiểu là một cái hầm mỏ nhỉ. Click vào đây để lấy crystal từ những cái hầm này, hầm mỏ này. Rồi, sử dụng crystal để kiểu là sưu tầm summon ra ancient dragon và summoning building nhỉ. Platinum, wow, con dấu đẹp thế. Chúng ta có thể upgrade các cái hầm mỏ lên. Nói chung là nhiều thứ lắm. Rồi, nó sẽ tắt nó đi nha. Đấy, cái này phát 8 viên này. Ok, bây giờ sẽ làm gì? Summon này. Nó yêu cầu là 750.000 à? Mình sẽ summon con này ra xem nào. Crystal. Nó yêu cầu là 8 trên 5 nó có thể summon ra con này này được này. Con này thì 8 trên 3. Nói chung là nhiều con đẹp lắm. Mình thích con này này. Con này chưa đủ, con này chưa đủ. Rồi, mình sẽ triệu hồi con đầu tiên đi. Xong một nó ra cái 30 giây nữa ta sẽ có thể là tạo ra một con gì đó. Nó có cái hệ gì đây? Chắc cái bọn này mình không dùng được đâu. Cái bọn này chắc dùng để chỉ để đẹp hay như thế nào thôi. 250 cái này nhưng mà mình làm gì có nhỉ? Mình đâu ra? Đấy, có đấy. Mở khóa cấp 28 à? Mình cấp bao nhiêu ấy? 30 này. Phải đợi cái này. Đấy, chúng ta có thể có một con rồng đây rồi. Con rồng gì đấy? Con này nhìn trông đẹp phết nhờ. Bây giờ mình sẽ làm gì? Đây, ta có thể vào đây và xem. Cấp 1 à, information này. 18 cái gọi là cái kim cương hoặc cái gì đây. Trong vòng 1 giờ. Tiến hóa này. Không được. Upgrade nó lên xem nào. Mất 510 cái nguyên vật liệu này cơ thì mới được này. Cái này như ở môi trường sống anh em. Môi trường sống của nó nha. Ờ 750.000 vàng. Cái này cái gì nhỉ? Một mờ vàng á. Mình không biết nó là cái gì luôn. Crab này, để crab. Ôi chà, 5 cái cục này tạo ra một cục này. Đấy. Và 5 cái cục này thì tạo ra một cái cục gọi là đắt tiền hơn. Clear ruby, pure ruby, fire ruby. Rồi. Cái này là cái sinh sản đúng không? Thì cái tiến hóa này. Cái này tiến hóa này. Đấy. Chúng ta có thể cho nó tiến hóa lên, tăng thêm 11 cái này trong vòng 1 giờ. Nó thiếu cái crystal rồi. Rồi mình đang cần phải tiếp tục đào sẽ mất 15.000 nhá. Đấy, tiếp tục đào sẽ mất thêm 15.000. Đấy, nhìn chung là cái ancient này nhìn trông hay, rất là đẹp luôn. Chúng ta cứ để đây đi. Và chúng ta sẽ quay trở ra nào. Đây. Quay trở lại với cái thế giới của mình. Bằng cách nào? Đây, ở chữ back để quay trở lại thế giới của mình. Thấy trong này nó khá là đẹp, khá là lắm thứ để khám phá. Ancient mà mình được 10k cộng thêm là 4k food nữa. Khá là hay đấy. Trong này thì mình lắm thứ linh tinh lắm. Một đống thứ linh tinh toàn trứng rồng gì đây. Trứng rồng toàn trứng rồng vớ vẩn thôi. Không có cái gì cả. Terra token này, 300 Terra. Nhiều thế. Chúng ta sẽ bắt đầu chơi cái VS thôi.
Ở đây nó sẽ có cái arena, chiến arena cái. Cái điểm của mình bị đánh cũng bị giảm nhé. Mãi mà lên được có 364. Rồi VR ba con này. Nhìn chung là bo này nhìn khá là đẹp và khá là khỏe đấy nhờ. Không biết có ăn được không. Mình sẽ thay đổi đội hình một cái. Mình sẽ thay con Rocco bằng con Hansel đi. Đấy. Dù gì vẫn là con chính của mình. À không được, ma băng chứ, thay bằng ma băng nhé. Nhầm, ma băng này. Thay con này bằng con Hansel đi. À không được, không được đó. Từ từ mình cần phải thay để con ma băng lên đầu. Xong rồi con Hansel sẽ là người cuối cùng, yếu nhất cuối cùng. Nào chiến thôi, fighting. Con Lobo này, con này là kim loại đúng không? Kim loại ta sẽ dùng chiêu bóng tối thôi. Một phát là đai rồi. Đấy, 10.000 máu mà. Làm sao mà chơi được. Con này là người đẹp và quái vật à? À không, bắn pháo à? Bắn pháo vãi rồi, bắn pháo rồi. Bắn pháo đúng không? Kim loại thì mình có, à nước thì còn có set. Có set. Đẹp rồi. Electric Shock này. Thử phát đi. 7k máu đấy. Nó một sao bạc. Thấm phết nhở. Ánh sáng à. Uầy, chết luôn ạ. Đập được một phát là chết luôn. Anh nồi thật. Thầy điên này. Rồi, kết thúc thôi. Chưa học skill cũng như là chưa tăng cái sao nên rất là khó đánh con đấy. Mình phải cho nó lên cấp cao nữa. Con này đẹp thế. Ôi dồi, đẹp thế. Nó có cái quả gì trên đầu đấy. Wow, cái cánh của nó nhìn, có cái màng cánh của nó nhìn đẹp nhở. Màu sắc vãi. Mà sao nó lại vòng vòng kiểu đấy nhở. Như kiểu là một cái lưỡi dao ấy, cái vũ khí ấy, chứ không phải là cánh nữa rồi. Thì giống cái vũ khí hơn. 11.000 thì cũng không chịu được đâu. 2 sao bạc thì cũng thế thôi. Rồi và chúng ta sẽ có thể đối đầu với một con này chết cái là không dùng được luôn này. Phải nồi. Mình sẽ lựa chọn Dark Ally thôi. Yếu quá, hiện tại là con này yếu quá. Cấp 10. Đáng để cái đội hình kia đánh bọn này là hay hơn này. Đấy, đội hình yếu ấy. Rồi sẽ để đội hình yếu nhá. Những con này cần phải nghỉ ngơi này. Rocco sẽ lên trận này. Dung Nhan thì Fernando sẽ thay thế này. Và con này sẽ là con Sergi này. Rồi cấp 13. Theo mình nghĩ có thể ăn tốt bọn cái cấp yếu. Nào đây là con cấp 9 là 2 sao đồng. Gớm vậy. Mình có ấy không? Mình có lá không? Đây có lá đây. Đây rồi, electric đi. 6.000 máu. Vì nó khắc hệ mà, con này có hai chiêu khắc hệ bọn kia, set và lá. Terra mình có sợ đâu. Terra thì nó sợ cái quái gì vậy? Terra nó sợ kim loại. Theo bí ấy, sợ kim loại. Hoặc là chiến binh gì đấy. Đấy, kim loại. 6.900. Ghê, cấp 10. Cũng có vẻ là luyện tập. Set à? Set thì mình nhớ là sẽ dùng cái gì nhỉ? Set thì nó sẽ ảnh hưởng bởi Terra không? Ở đấy, Terra này. Có nghĩa là set đánh xuống đất nó sẽ kiểu là bị vô hiệu hóa ấy. Thì nó sẽ khắc hệ con này. Rồi. Cái này đánh thì dùng những con yếu để đập những cái con yếu với nó được điểm. Còn con khỏe thì ta sẽ đập con khỏe. Rồi, đội hình này thì tiếp tục đánh thôi, không có gì cả. Bọn nó yếu mà. Morterra. Băng à? Băng phong à? Gai băng. Gai băng thì mình chỉ dùng chiêu kim loại thôi, nhẹ nhàng thôi, một phát thôi. 7k máu. Nào, chơi đi. Tẹt bô đi. Martian. Martian giống như là tên... À không phải. Mình tưởng giống tên vận động viên bóng đá. Có nước không nhỉ? Không có nước rồi. Không có nước. Tên ra. Cái này là lửa. Judo kích thôi, đánh thường thôi. Ý rồi.
phóng ra một con rơi, nó cắn cho thì thấm rồi. 1.800. Đợt phát nữa này, con này đánh cũng nhiều phết đấy, ngày xưa đánh nó lên được 3 sao đồng nó khá là nhiều ấy. Con Gen Waterfall. Ấy chà. Để cái con người máy của mình mà đánh những cái trận này thì tốt này. Ấy trận này nó sẽ lên cái được cái sao mà nó tăng thêm một ít máu nữa. Victory rồi, thắng luôn. Không quá khó khăn. Claim. Tiếp theo là sẽ đối đầu với những con cấp 15 đây. Cái này đẹp thế. Terra trước đúng không? Terra thì nó sẽ khắc hệ với là Terra chiến binh đúng không? Dùng nham này, Dark Align. Rồi. Tiếp tục chiến thôi. Fighting. Nào, vào đây. Còn Terra đúng không? Nó 13k máu nhá. Wake thôi, yếu rồi. Tại vì mình cơ bản là mình nó là hệ chiến binh mà. 10 mấy k. Wow. Vẫn không chết được, nó 3 sao vàng. Ai chà. Mình có 2 sao vàng thôi, nhưng mà mình cấp 18 rồi. Rất tiếc. Rất tiếc cho em. Chết đi. Rồi xong, 11k máu. Alexandra. Ôi chà, ánh sáng đúng không? Ánh sáng thì mình có bóng tối. Hệ mình đầy hệ ngon đây. Sau khi có con Legendary thì mình sẽ thay con Dark Ally này. Tại vì con Legendary nó có đủ 4 hệ: nước, lửa, ánh sáng, bóng tối. Tất cả trong một luôn. Cái này thì die luôn đi. Nhìn mặt ngoài rõ đẹp nhưng vào trong thì mờ mờ ảo ảo. Đây là loài rồng cũ rồi. Rồng từ phiên bản cũ rồi. Nó không được bóng bẩy như mấy con rồng mới này. Tại vì cơ bản cái game này ra rất là lâu rồi. Ra từ năm 2000 mấy. 2008 à. XP này. Mình claim. Rồi đấy. Được một cái pack à? Ai ngon, mở ra cái pack thôi. Wow, 49.000 gold này, 5.600 food này, 5 game này. Đấy, tặng nhiều thứ thế. Và một con Patrick Dragon à. Ấy chứ. Ấy được nhiều con Patrick đấy. Fighting tiếp nhỉ. 16, 19 à. Wow, đội này mạnh quá anh em ạ. Sợ là không ăn nổi mất. Terra. Terra, ánh sáng bóng tối, ăn được. Nốt trận nào. Theo mình nghĩ là có thể ăn được con này. Không quá khó khăn. Ok. Ta sẽ dùng chiêu của chiến binh. 18k máu. Đánh 2 phát là sẽ chết thôi. Không có gì. Heroic 20k máu mình còn đánh được mà. Con này bình thường. Một số anh em bảo như sắp có Heroic rồi thì phải. Chúng ta sẽ tiết kiệm game nhá. Tiết kiệm game tối đa để lần này kiểu gì mới được Heroic. Ái chà, con gì đấy? Con Necromancer à? No damn em ơi. Nó băng giá đúng không? Băng giá thì phải có dung nham. Cộng 30% sức tấn công vậy nhưng mà thôi. Dung nham nào. Necromancer có cái đầu lâu rồng kìa. Con này phát thuật hắc ám rồi. Con rồng thiên sứ à? Wow, kiếm ánh sáng. Ái chà, gớm phết nhé. Kiếm ánh sáng thì mình sẽ dùng chiêu bóng tối thôi. 3 sao đồng á. Ấn nhầm rồi. Một phát này em. Rồi 9.700 máu. Alex. Victory đơn giản thôi. Chúng ta là sắp xếp cái đội hình đánh có thể là có thể thắng được cách dễ dàng. Ok. Và nó sẽ có thể đối đầu với bọn này. Nốt trận cuối này. Đây là trận cuối đấy. 418 lên được 600 thì sẽ được con rồng mới, đó chính là con rồng 700 chứ. 700 còn lâu. 700 thì còn lâu, thật sự còn lâu mới có thể đánh được cái kia. Fighting nào. Còn trong cái quest kia thì mình cần một con rồng lên cấp 16 cơ. Con rồng Hansel của mình cấp 16 cơ. Cái event quest ấy. Wait em ơi. Nào nào. Đánh đi, con rồng chân to này. Con Ben. Một bé. Tiếp theo bé nào đây? Con rơi. Con này xấu tệ luôn đấy. Mình cũng có con này nhưng mình không đánh. Cháu giờ chọn luôn. Được bao nhiêu máu? Đáng lẽ mình nên đổi con này đúng hơn. Đổi con một phát là chết nó luôn rồi.
hơi nhầm, mất nhiều máu quá. Một phát này cào này, chết đi em. Nó vẫn không chết. Armadillo Terra. Rồi mình hạ gục nó thôi. Terra thì có một chiêu đầu tiên. Rồi sau đấy 11k máu. Rồi xong. Victory, chiến thắng rồi. Thì chúng ta sẽ hết được cái nhiệm vụ này. Nó cần phải reset cơ. Nó cần phải reset cái kia. Thì mình sẽ có một con rồng mới chỗ này nhá. Chúng ta có thể cho nó vào nó up luôn. Con gì nhỉ? Con ở phần cuối cơ. Đây, con Patrick Dragon. Nó bán sẽ được con 5k thôi. Nhưng mà thôi cứ up đi để xem nó ra cái gì. Rồi, để đây nhá. Thì chúng ta sẽ kết thúc tập này ở đây. Nếu anh em thấy hay thì đừng quên là bỏ lại một like cũng như chia sẻ cho giúp mình. Cuối cùng thì xin chào và hẹn gặp lại trong tập kế tiếp. Bye bye.